Đây là hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng người nước ngoài vào một quán tạp hóa nhờ đổi tiền. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này cướp tiền của chủ quán rồi bỏ chạy. Những thủ đoạn tương tự cũng được nhiều đối tượng người nước ngoài dàn cảnh ở các địa phương trên cả nước nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Mới đây, hai đối tượng quốc tịch Algeria vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Các đối tượng này di chuyển trên nhiều địa bàn, thấy ô tô đỗ không có người trông coi sẽ đập kính xe để trộm cắp tài sản bên trong, hoặc xe dừng đèn đỏ, các đối tượng dùng dao bấm chọc thủng lốp. Khi người điều khiển phát hiện xe hết hơi xuống kiểm tra, các đối tượng sẽ vòng ra đằng trước mở cửa lấy đồ. Các đối tượng là nhập cảnh vào Việt Nam theo hộ chiếu du lịch, để sang Việt Nam thì đều không có công việc ổn định. Các đối tượng sử dụng tiếng nước ngoài, và quá trình làm việc thì cơ quan cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng phải có người phiên dịch. Các đối tượng thường là quanh co, chối tội. Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã bắt cặp đôi gồm một đối tượng quốc tịch Pakistan và một đối tượng quốc tịch Iran về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo báo cáo điều tra, bộ đôi quốc tịch người nước ngoài này đã giả danh cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Khi thấy du khách nước ngoài sang Việt Nam không hiểu rõ luật, hai đối tượng đã đưa thẻ ra đe dọa, yêu cầu du khách đưa tài sản để kiểm tra rồi chiếm đoạt. Các đối tượng trong cái thời gian qua cũng đang có cái diễn biến phức tạp trở lại. Điển hình là trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình phạm pháp của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là 4 vụ. Bên trong đấy thì Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức điều tra khám phá 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Theo cơ quan công an, người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Việt Nam phổ biến là các hành vi như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng. Hoạt động tội phạm của các đối tượng là người nước ngoài không còn diễn ra đơn lẻ như trước đây, mà dần hình thành các tổ chức, đường dây. Tuyên truyền cho người dân cũng như là người khách du lịch đến Việt Nam nâng cao cái ý thức tự bảo quản, bảo vệ tài sản, tính mạng bản thân. Khi xảy ra các cái sự việc thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và giúp đỡ. Việt Nam luôn chào đón và hỗ trợ giúp đỡ người nước ngoài đến làm ăn, sinh sống hợp pháp. Tuy nhiên cũng sẽ kiên quyết đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật nhằm giữ vững môi trường đầu tư thân thiện, an toàn và lành mạnh.